Do ảnh hưởng của bão số 4 tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có nhiều ngôi nhà của người dân bị hư hỏng, tốc mái và đổ sập. Chính quyền địa phương và các lực lượng đã thăm hỏi hỗ trợ người dân dựng lại nhà sớm ổn định cuộc sống. Trong cơn bão số 4 vừa qua, ngôi nhà sàn của anh Hồ Văn Chăng, 26 tuổi, trú tại thôn A Quang, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị siêu vẹo đổ sập. May mắn trước thời điểm ngôi nhà bị đổ sập, anh Chăng cùng vợ và con đã kịp chạy ra khỏi nhà. Trung tá Ngô Trường Khôi, đồn trưởng đồn biên phòng Thanh thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đồn biên phòng Thanh bước đầu đã kịp thời hỗ trợ 50 kg gạo và 1 triệu đồng tiền mặt, đồng thời huy động lực lượng gồm 11 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương đến khắc phục hậu quả ban đầu, giúp dựng lại nhà cho gia đình anh Chăng. Trung tá Ngô Trường Khôi cũng cho biết thêm, từ ngày bị ảnh hưởng bão số 4 đến nay, cán bộ chiến sĩ ở đồn luôn về cơ sở để hỗ trợ người dân bị cô lập, trước hết là khắc phục các đoạn đường bị ngập, dọn dẹp vệ sinh, nạo vét bùn tại các điểm cầu tràn, sau đó tập trung hỗ trợ dựng lại nhà cửa cho hộ dân bị thiệt hại do bão. Trong cơn bão số 4 vừa qua, tại tỉnh Quảng Trị có 13 người bị thương, 2 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 212 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 182 kiosk xưởng sản xuất chế biến thủy sản bị tốc mái và nhiều công trình khác bị hư hại. Hiện Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão, đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, sớm ổn định đời sống sản xuất.